đang nuôi trâu giữa thành phố nhá, thành phố Thanh Hóa nhá các bạn. Hôm nay ở đây là ở khu đằng sau khu vực Big C Thanh Hóa. Đây, tất cả các đất ở dự án ở đây để hoang cỏ mọc này. Bác nuôi đầu tư 1 tỷ mua 60 con trâu. Đây bác nuôi. Chẳng biết bác có nuôi cám không, nhưng mà mình hỏi thì bác bảo là bác không nuôi cám. Nhưng mà lúc mình cách mình đi qua đây mình nhìn thấy bác cái đàn trâu này của bác là lúc mình nó nhỏ bằng cái con ngé đây này, con ngé sau cùng này. Đây bác, các bác thấy không? Đây, con ngé đây. Đấy, mà 2 tháng sau mình gặp lại này. Trời ơi. To dã man luôn. Chỉ ăn cỏ không nhá. Trâu to mà đẹp. Đây bác đi trâu ở thành phố cho nên là trâu ỉa ra cái là bác phải hốt ngay sạch sẽ, giữ vệ sinh cho không có là thằng cho người ta không cho thả ở đây đâu. Đi đâu bác phải cầm theo cái xẻng hốt ngay, dọn dẹp ngay. Nuôi trâu giữa thành phố Thanh Hóa nha. Đường này là đường chạy về cầu Hàm Rồng này.